Tân Đại Dương, công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thì Tân Đại Dương đã từng bước khẳng định mình bằng các dịch vụ tư vấn tận tình và chu đáo. Công ty đã để lại ấn tượng rất tốt và đã thực sự là địa chỉ tin cậy của nhiều bậc phụ huynh học sinh khi có nhu cầu đưa con mình đi du học tại các trường quốc tế. Thì Học viện Quản trị Khách sạn Du lịch HTMI, một trong những trường đào tạo quản trị khách sạn hàng đầu tại Thụy Sĩ, một môi trường năng động, hiện đại và luôn tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, chính là nơi mà bạn đang tìm kiếm. Đặc biệt hơn nữa, Học viện HTMI đảm bảo thực tập cho sinh viên trong quá trình học và việc làm sau khi bạn tốt nghiệp ra trường. Nằm ở trung tâm châu Âu, với phong cảnh hữu tình và nền công nghiệp phát triển, Thụy Sĩ vốn nổi tiếng là điểm đến lý tưởng của rất nhiều khách du lịch trên toàn thế giới. Nơi đây có truyền thống lâu đời về xây dựng và phát triển ngành du lịch khách sạn. Chính vì vậy, đất nước xinh đẹp này luôn là lựa chọn số 1 cho bất kỳ ai muốn học tập và được đào tạo để trở thành một nhà quản lý khách sạn du lịch. Vì sao rất nhiều sinh viên Việt Nam chọn ngành khách sạn du lịch tại Học viện HTMI? Thì do thủ tục đơn giản, không cần chứng minh tài chính, visa nhanh, chi phí du học thấp và tiết kiệm thời gian. Vừa học vừa thực hành, lương thực hành từ 50 cho tới 60 triệu đồng một tháng. Bằng cấp uy tín và được công nhận trên toàn thế giới, chất lượng của trường đã được tổ chức chứng nhận, chất lượng đào tạo của Thụy Sĩ Educa, tổ chức chứng nhận chất lượng của Anh BAC, tổ chức lớn nhất thế giới về ngành công nghiệp khách sạn Institute of Hospitality công nhận. Học bổng tương đương từ 1.000 sẹp cho tới 5.000 sẹp, tương đương là 110 triệu đồng, dành cho sinh viên đạt kết quả học tập từ 70 cho tới 90%. Cơ hội đi Dubai và các quốc gia khác với hỗ trợ 100% chi phí cho mỗi kỳ học. 99% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay với mức lương cao tại các hệ thống khách sạn hàng đầu trên thế giới. Mỗi năm 2 lần, HTMI tổ chức hội thảo tuyển dụng quốc tế, mời giám đốc nhân sự của các khách sạn danh tiếng trên thế giới là đối tác của HTMI như Hyatt, Hilton, Sheraton, Sofitel, trình bày các thương hiệu khách sạn, hệ thống, nghề nghiệp trên thế giới và phỏng vấn các sinh viên của HTMI. Thì HTMI đào tạo các ngành như là quản trị du lịch khách sạn, quản lý sự kiện. Sinh viên Việt Nam có thể chọn học một trong hai ngành trên hoặc cả hai ngành ở các bậc. Chứng chỉ 6 tháng, cao đẳng 21 tháng, cao đẳng nâng cao 2 năm, cử nhân 3 năm rưỡi, chứng chỉ sau đại học 1 năm, thạc sĩ 2 năm và nhận học sinh từ bất cứ ngành nào chuyển sang. Chương trình đào tạo phong phú, đa dạng và HTMI là trường đầu tiên tại Thụy Sĩ cấp bằng cử nhân theo hệ thống Anh Quốc được cả thế giới công nhận. Hiện tại HTMI là trường hệ thống cử nhân và thạc sĩ cao nhất tại Thụy Sĩ, hơn hẳn các trường công lập và các trường lâu đời khác tại đây. Thì để biết thêm thông tin chi tiết cũng như cách thức làm hồ sơ ra sao, về chính sách học bổng như thế nào, các bạn có thể truy cập vào website của Tân Đại Dương, đó là tandaiduong.edu.vn hoặc tldvn.com. Cách nhanh hơn, các bạn có thể gọi thoại trực tiếp vào số điện thoại đường dây nóng 0838484879 để được các chuyên viên tư vấn hỗ trợ.